họ tên tuổi này, quê quán trường mà mình đã từng học này, mình đã học cái gì ở trường, bố mẹ mình, anh chị em mình có mấy người chẳng hạn, như cái đấy là mình kiến thức cơ bản rồi. Và sau đó thì là kinh nghiệm đã được học bản thân, vì sao mình lại chọn cái trường đấy, với lại vì sao mình lại muốn thăm Nhật chẳng hạn, cái chuyên môn của mình, cái sở thích của mình làm sao mà lại phù hợp với cái môi trường mà mình đã chọn lựa. Bởi vì sự khác nhau ở văn hóa cho nên là ở Nhật người ta thường thường mặc vest. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không mặc vest, một là đa cấp, hai là người ông to và lớn nào đúng không ạ? Tuy nhiên đây là sự khác biệt về văn hóa nên mình nên chấp nhận điều này. Quay lại đóng chốt cửa, đứng trước cửa phòng cũng chào. Chào gì ạ? Và sau đó thì đứng này. Đứng này, đứng thẳng nhá. Đứng thẳng đây để thẳng chỉ quần đúng không ạ? Các bạn nam bạn cũng như thế. Dan-san, Dan-san wa nani ga suki desu ka?